để quay cho em. Đây nè. Ướt cái này. Dĩa là hả? Dĩa đá gì đó mà hả? Dĩa đầy trong hả? Dĩa đầy trong rồi, bây giờ tôi thấy. Đầy trong này hả? Vừa quay tôi thấy. Bực bội nữa. Gì vậy con? Cái chỗ đẹp quá nha. Nóng quá. Nóng quá hả? Ra ngoài hè, ra ngoài bút bít ra trời đó, mát. Con ngồi trong này nó nóng lắm. Ăn cái con mèo luôn hả? Dạ. Vậy đâu mà nghe kia kia nhìn này không sợ nó giờ mới mở mắt to nè. Sáng ta chụp hình quá trời thì nhắm mắt còn mắt kia dữ nó này nè con lấy đâu giờ con lấy đâu nóng quá ngáp hoài. Được phúc à. Bây giờ mới được phúc thôi. Để em đưa lên mạng luôn, bà nội coi. Nó chút chiếu à. Có mùi của bà Hiền đó hả? Dì thương quá. Nè, bé, bé, cái bà lon cho nó lông tới tới bà coi. Mẹ nó dũng lắm. Mẹ, mẹ được. Mắt đẹp ghê. Ôi đó. Nó muốn lo mắt rồi. Loan ơi, hả? Nó muốn lo mắt rồi mắt đỏ đây nè. Không, nó chơi chắc khỉ. Sơ sơ rồi sơ. Còn ông lớp mấy? Đang học mẫu giáo rồi. Mẫu giáo hả? Mẫu giáo hả to hả? Cao. Cao. Sao con từ từ. Lá hả? Đừng có bực. Đây đây rất biết nhìn luôn. Quậy rồi. Cười đấy. Trời mấy gì, mấy mợ. Mấy mợ buồn. Mấy mợ tối nào qua đựng hết. Quý là bà ngoại đây, sống xích đi, mới đi lên ở đây buồn. Nãy bà ngoại nói đó, nói định cho nó ở thêm mà bà nội nó điện về nó cho về trên đó thôi. Ồ, nghe thôi. Mưa gió đồ đó. Thôi cái kịch thuật cũng như con bò. Coi sát cái mặt chút coi. Ai, đúng trời. Cái mặt con bột con nè. Ê, mặt con bột. Mặt bột. Con cũng buồn là nhỏ mới đẹp ra, chi chát đó nhỉ. Mà hồi ông buồn mình nhỏ cũng trắng lên kìa. Giống ma trắng. Trắng lắm, bởi ta mới đặt một bột đó, cái bột có đặt cháo. Nó giờ cũng trắng đó chứ. Không biết ở nhà mọi cái gì. Coi nè, bà lâu nè, chá. Cái bột cũng dễ thương. Bà băng nè. Mày, chá biết ai đây không? Phó đường Tây đó. Phó đường Tây. Phó đường cảnh sát. Trường Tý ở trong nhà, đấy là Phó Tý. Trường Tây bắt giữ Tý rồi. Coi giữ tủ rồi. Coi là tôi châu mày kìa. Đó, cái châu mày. Ờ, đó, châu mày. Trời ơi, đạt nha. Cái chai này. Ừ. Châu mày rồi thì có cái giá là không thắng. Rồi, thôi. À, bà